khi tôi dỗi người yêu và người yêu dỗi tôi dỗi. Đợi mãi mà không thấy vào, cuối cùng cũng on. Sao giờ em mới vào vậy? Biết anh đợi em lâu lắm không? Tại em bận. Bận gì mà bận? Ơ, anh dỗi em à? Không. Sao nằm đây? Em làm gì đấy? Em may đồ cho ai chứ anh không cần. Thế có cần không? À, có. Anh ơi, đợi em với. Sao không trả lời? Nhanh lên. Anh giọng gì đấy? Anh xin lỗi, ở kìa. Xuống đây lại lên, nốt nốt cái gì? Em tha lỗi cho anh đi, sao anh không dám dỗi nữa đâu. Ở đó đi máy bay. Người yêu dỗi. Ba cái xe này chạy vướng ấy nhờ. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chịu. À, để anh đợi em xe khác nhờ. Em bị sao đấy? Chịu. Anh xin lỗi mà, anh cho đồ này. Ai cần chứ? Vào body em, nằm ở đây chị. Kệ em. Đâu, lên đây anh đèo nào. Không. Kìa, ủa em. Tối nay ngủ ngon nha máy bay. Trời ơi, cái gì vậy trời.